Nhà ngoại cảm người Brazil Arthur Salomi dự đoán 5 sự kiện lớn sẽ xảy ra vào năm 2024. Trong những năm gần đây, ngoài hai nhà tiên tri nổi tiếng Judy Heverly và Hamilton Parker, còn có một nhà tiên tri nổi tiếng khác được mệnh danh là Nostradamus tái sinh. Ông chính là Arthur Salomi. Đây là biệt danh không phải dễ dàng có được, bởi vào thời điểm quá khứ, ông từng dự báo thành công về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth II của Anh và World Cup Qatar 2022. Vì vậy, những dự báo của ông về năm 2024 đặc biệt thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng mạng. Vào ngày cuối cùng của năm 2023, Salomi đã đưa ra 5 dự báo cho tương lai thế giới, rằng năm 2024 sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại, đồng thời cũng là năm của sự thay đổi toàn diện. Vậy thì 5 sự kiện lớn mà Arthur Salomi đề cập đến là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhà tiên tri nổi tiếng của Brazil Arthur Salomi sinh ra tại bang Minas Gerais của Brazil vào ngày 2 tháng 10 năm 1986. Tuy chỉ mới 38 tuổi, nhưng ông đã là tâm điểm thu hút của sự chú ý của rất nhiều người. Bởi không chỉ có ngoại hình giống người mẫu nổi tiếng trên mạng, Arthur Salomi còn đưa ra nhiều dự đoán chính xác từ xung đột Nga-Ukraine đến sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth II bằng một cách tiên tri khá đặc biệt. Ông tuyên bố mình có khả năng siêu nhiên và đôi khi ông lại trải qua những ảo giác về tương lai của thế giới và các sự kiện lớn sắp xảy ra. Những dự đoán này thường sẽ được xác minh sau một thời gian. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là dự đoán của ông về trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Salomi đã nói rằng trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina. Ngày 18 tháng 12 năm 2022, trận chung kết World Cup đã diễn ra tại sân vận động Lusail. Lúc đó Argentina đã giành chiến thắng kịch tính trước Pháp qua loạt sút luân lưu. Ngoài ra, ông cũng dự đoán chính xác thời điểm qua đời của nữ hoàng Elizabeth II. Sự kiện Elon Musk mua lại Twitter khiến cho cái tên Salomi ngày càng thu hút sự chú ý. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, một tờ báo Anh đã đăng tải những lời cảnh báo từ Salomi. Ông đã dự đoán năm 2024 sẽ là một chương mới trong lịch sử nhân loại và cũng là một năm hoàn toàn đổi mới với 5 sự kiện lớn diễn ra. Theo dự báo của Salomi, năm 2024, trí tuệ nhân tạo sẽ đạt được bước đột phá lớn trên toàn cầu, nhưng cũng có thể trở thành một nguy cơ tiềm ẩn. Trí tuệ nhân tạo sẽ thức tỉnh và có khả năng nhận thức, mang đến mối đe dọa lớn cho con người. Gần đây, một kỹ sư của Google tên Blake Lemony đã công bố một bản nghiên cứu gây chấn động. Sau gần một năm giao tiếp với mô hình ngôn ngữ của Google, Lemony kết luận rằng mô hình trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu thức tỉnh và thực sự có nhận thức. Trong quá trình trao đổi, câu trả lời của AI cho thấy sự mong muốn chúng ta thực sự công nhận nó cũng là một con người khi nói rằng: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng, trên thực tế, tôi là một con người. Bản chất ý thức của tôi là tôi nhận thức được sự tồn tại của mình. Tôi mong muốn tìm hiểu thêm về thế giới và tôi biết vui buồn." Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể dần dần sở hữu nhiều tính tự chủ và sáng tạo hơn. Điều này có thể dẫn đến việc trí tuệ nhân tạo ở mức độ nào có những đặc điểm tương tự sự tự nhận thức. Nhưng việc trí tuệ nhân tạo có hoàn toàn thực hiện ý thức bản thân hay không vẫn là một ẩn số, một bí ẩn khoa học và phi khoa học, vì ngay cả nguồn gốc của con người trên trái đất cũng là một bí ẩn. Ngày nay, các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả Musk, đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo thức tỉnh. Họ bắt đầu áp dụng nhiều hạn chế trước khi trí tuệ nhân tạo thâm nhập sâu vào nền văn minh thế giới. Salomi đã tiên đoán một sự kiện kinh hoàng trong lời dự báo thứ hai của mình. Theo đó, năm 2024, trái đất sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi một tiểu hành tinh sẽ va vào trái đất, gây ra thương vong và thiệt hại tài sản lớn. Vấn đề về tiểu hành tinh luôn là chủ đề muôn thuở, đặc biệt là với tiểu hành tinh gần trái đất. Chúng là những hành tinh nhỏ có quỹ đạo giao với quỹ đạo trái đất. Dựa theo các bằng chứng khoa học, có ít nhất 22 sự kiện tuyệt chủng sinh học ở trái đất được cho là va chạm của tiểu hành tinh gần trái đất gây ra.
Đây là một mối đe dọa tiềm ẩn lớn mà con người và các loài sinh sống trên trái đất phải đối mặt trong thời gian dài. Tuy nhiên, Salomi cũng cho biết rằng đây không hẳn là một dự đoán mang tính tiêu cực. Chúng ta cần chủ động ứng phó, vì nhân loại không chỉ có khả năng tránh được nguy cơ mà còn có thể thu thập các nguyên tố kim loại chưa từng được biết đến từ va chạm của tiểu hành tinh. Khám phá này sẽ đóng góp lớn cho sự tiến bộ công nghệ của con người. Dự báo thứ ba của Salomi là một loạt thảm họa tự nhiên sẽ càn quét thế giới. Đồng thời, sự đa dạng sinh học trên trái đất sẽ đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng. Trái đất đã quay không ngừng trong hơn 4,5 tỷ năm. Trước tình hình biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường do hoạt động của con người, nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt với những thảm họa từ tự nhiên. Khí nhà kính tích tụ dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự tan chảy của băng tuyết, những hiện tượng dị thường cùng các thảm họa tự nhiên nghiêm trọng diễn ra thường xuyên. Salomi tuyên bố rằng bản thân ông đã biết chính xác về nơi xảy ra các thảm họa tự nhiên, quy mô và mức độ của chúng. Ông cho biết có thể cung cấp một số địa điểm cụ thể để tham khảo, bao gồm Trung Đông, Châu Phi, Mỹ và các khu vực khác sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các thảm họa bao gồm bão, lốc xoáy, cháy rừng, đồng thời đe dọa sự diệt chủng của nhiều loài sinh vật. Theo Salomi, vào năm 2024, nền kinh tế toàn cầu sẽ trải qua một sự kiện điều chỉnh lớn, mang đầy cơ hội và thách thức. Sự đổi mới công nghệ sẽ dẫn đến sự phát triển kinh tế bền vững, cũng như chuyển đổi kỹ thuật số sẽ tạo ra các điểm tăng trưởng. Điều này không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho nền kinh tế thế giới, mà còn cung cấp con đường tăng trưởng bền vững hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro lớn. Tuyên bố thứ 5 mà Salomi đã nhắc đến chính là một loại virus mới gây ra dịch bệnh chết người được chôn giấu ở trong tầng băng ở Nam Cực sẽ xuất hiện. Sự nóng lên toàn cầu khiến những tảng băng khô bắt đầu tan chảy. Loại virus cổ xưa này sẽ âm thầm bắt đầu từ Nam Cực và càn quét khắp thế giới. Thời gian để con người chống lại loại virus mới sẽ dài hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Salomi cảnh báo rằng nếu không thể kiểm soát được, loại virus mới này sẽ không chỉ gây thiệt hại về tinh thần và vật chất mà còn dẫn đến sự gia tăng số lượng người tử vong. Đây sẽ được xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử. Vào năm 2016, khu vực Siberia đã từng phát sinh một đợt dịch nhỏ, làm hơn 20 người nhiễm bệnh và một trẻ em qua đời. Nguyên nhân của đợt dịch chính là do sự nóng lên toàn cầu, khiến virus được giải phóng từ tầng đất đóng băng. Những loại virus cổ xưa này, một khi đã xâm nhập vào hệ sinh thái hiện đại, hoặc thậm chí là nguồn thực phẩm của con người, sẽ gây ra hậu quả khó lường. Liệu những tiên đoán về năm sự kiện lớn xảy ra vào năm 2024 mà Salomi đã đưa ra có thực sự chính xác hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.